Tôi sẽ xin nói rất vắn tắt. Việc đầu tiên là đây không phải là buổi họp để nói về cá nhân tôi. Thành ra chủ tọa đoàn đã không cho phép tôi sẽ không nói nhiều. Chỉ nói một điều duy nhất thôi. Tôi khẳng định và quyết liệt cho quý vị biết rằng và cho bà Trần Thanh Hiền biết rằng những điều bà Trần Thanh Hiền vu oan, giải họa cho tôi đều không đúng sự thật. Cả hai điều bà nói đều không đúng. Và một ngày gần đây, sau khi tổ chức 30 tháng 4 cũng như là tổ chức cái buổi lễ cho bà Hạnh Nhơn, vinh danh bà Hạnh Nhơn vào ngày 5 tây tháng 5, tôi sẽ họp báo và mời tất cả truyền thông báo chí đến để phơi bày tất cả mọi sự việc. Riêng về việc của ông Tyler Diệp cũng như là phản đối tờ Việt Face thì tôi xin những người khác đó rồi không lặp lại, chỉ xin bổ túc thêm đề nghị với Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai là chúng ta cần phải có một cái lập trường rõ ràng. Cái việc mà một số người như là các ứng cử viên của chúng ta vẫn tiếp tục mời ông Tyler Diệp đến trong các buổi fundraising của họ, chúng ta nên đề nghị chấm dứt cái việc đó. Việc thứ hai là chúng ta nên đề nghị những người ứng cử viên không có lên trên đài Vietface để quảng cáo cho tranh cử của mình. Gần đây nhất đã có một ứng cử viên, nghị viên thành phố Westminster lên trên đài Vietface, lên trên đài S Channel của Vietface với lại cô Thủy Trinh để mà nói về cái cuộc tranh cử của mình. Những người đó tôi nghĩ rằng, tôi hy vọng rằng là vì họ không biết, thành thử ra họ lên. Chúng ta nên có một cái bức thư để mà truyền đạt cái ý đó đến tất cả các vị ứng cử viên Việt Nam của chúng ta. Dĩ nhiên họ có quyền lên và chúng ta có quyền không bỏ phiếu cho họ, nhưng mà chúng ta phải nói cho họ biết. Bởi vì nếu chúng ta không nói cho họ, họ cứ tiếp tục làm, họ nói là ủa mấy ông không nói tôi mà không yêu cầu chúng tôi cứ tưởng rằng là cái chuyện đó không sao. Xin hết lời. Cảm ơn ông Bùi Thạc đã phát biểu rất là ngắn gọn.